Môi khô thế này, nứt nẻ mà toạc cả máu ra thì làm sao mà có thể kiss được trong mùa đông này đúng không nhỉ? Sắp Tết đến nơi rồi. Bác sĩ sẽ mách bạn 5 cách để giúp cho môi căng mọng mà không bị khô và nẻ vào mùa đông này. Cũng như bác sĩ có video ngày hôm nay. Hello, lại là Siêu đây. Chúc các bạn đã quay lại kênh YouTube của bác Siêu. Và dành cho những bạn lần đầu tiên đến kênh này, bác Siêu có kênh fanpage chính thức là bác Siêu. Và group cộng đồng trong gia khoa học, bạn hãy tham gia để đặt câu hỏi của bác Siêu để sớm có làn da đẹp hơn. Ok, và tại sao video này? Bởi vì ở khu miền Bắc thì đây là thời điểm khí hậu hanh khô và môi là một trong những vùng mà dễ bị nẻ nhất, đặc biệt là bị toạc máu và ngứa làm cho bạn rất khó chịu. Còn ở khu miền Nam thì cũng là thay đổi mùa và cũng có rất nhiều bạn là môi cũng bị khô vào thời điểm này. Vậy thì làm thế nào để có một làn môi căng mọng? Thì tôi sẽ mách bạn 5 điều như sau. Cách số 1 đó là dùng Vaseline. À, hầu hết các bạn đều biết rằng Vaseline có thể mua ngoài chợ có từ loại từ 3.000 một cái sáp, 5.000 hay 10.000 hay có những loại 20.000. Thì bác sĩ Hiếu thường thích loại màu đỏ này. Đây là loại bác sĩ Hiếu khá là thích mà nó của Nga đấy. Và tại sao Vaseline lại là một trong lựa chọn hàng đầu? Bởi vì Vaseline được dùng không những ở trên môi mà trên các trong các sản phẩm mà bôi ở vùng khác. Bởi vì là Vaseline thì thành phần của nó, kết cấu nó đặc và nó giống như một lớp màng chắn mà khóa toàn bộ độ ẩm lại. Nhưng các bạn thường xuyên bôi sáp này mà không hiệu quả, bởi vì sao? Thì số 1 đó là các bạn bôi Vaseline trên nền da khô. Hồi bé thì bác sĩ cũng bắt đầu nhớ lại rằng là mình khi nẻ môi, bố mẹ cũng thường mua sáp nẻ về bôi. Mà có những lần mình bôi thì đỡ, có những lần bôi không đỡ. Nhưng mà đã nẻ rồi thì rất lâu và có thể mình không được. Bởi vì khi đã nẻ mà đã có chảy máu, có nghĩa là tổn thương nó đi qua lớp thượng bì rồi. Tức là đã chảy máu thì phải lớp trung bì mới có máu đúng không nhỉ? Nên là nếu như bạn đã để mức độ là nẻ, chảy máu thì đó là giai đoạn nặng. Còn nếu còn toạc nhiều máu hơn là rất nặng. Còn nếu như môi bắt đầu chỉ khô và đóng vẩy là giai đoạn nhẹ. Nhưng bạn cần phải phân biệt rõ các cái giai đoạn nảy môi thì mình mới biết được là bao giờ nó mới bình phục được. Vậy thì nếu như mà bạn đang ở giai đoạn nào chăng nữa thì phải nhớ là bôi Vaseline trên nền da ẩm thì nó mới hiệu quả được. Và nó sẽ tốt nhất đối với những bạn đang ở level 1, có nghĩa là bắt đầu ở giai đoạn khô và bóng vẩy thì nó hiệu quả hơn. Còn sang level 2-3 thì bác sĩ sẽ mách bạn trong một video sau, vì cần phải có những dòng sản phẩm chuyên dụng và phục hồi làm liền vết thương nó mới nhanh được. Ok. Và Vaseline mà có thể mua ở đâu? Bất kỳ hiệu thuốc tây nào ngoài kia cũng có. Bạn không cần phải inbox hay liên hệ trực tiếp với bác sĩ làm gì cả, vì cái loại này ở đâu cũng có. Nhưng hãy nhớ rằng thoa trên nền môi ẩm thì nó mới hiệu quả. Một ngày nên thoa ít nhất là 3 lần, sáng, trưa, tối, còn lại có thể nhiều lần hơn. Cái số 2 đó là dùng mỡ chăn. Mỡ chăn thì được dùng rất nhiều ngay từ hồi xa xưa rồi. Và bác sĩ Hiếu ngay cả hồi nhỏ cũng được bố mẹ lấy cái mỡ chăn ra. Và mỡ chăn thường được bôi khi mà da khô, chân tay nứt nẻ, gót chân có tay thì mình rất là hay dùng đúng không nhỉ? Khi mà dùng mỡ chăn ý, thì nó cũng hiệu quả tương đương Vaseline. Tất nhiên là có người hợp hay không hợp. Nhưng mà cái ưu điểm của mỡ chăn ý, là nó có nhiều thành phần phục hồi hơn và giúp cho da mình nó lanh nhanh liền hơn. Nhưng mà nhược điểm, nếu như mà bạn mà đang bị viêm nhiễm mà cơ địa của mình nó dễ viêm thì rất là khó. Khi mà cái môi bạn mà đã chảy máu, chảy dịch nhiều ấy, thì bôi các loại dung dịch mà nó dễ bít thì nó cũng sẽ rất là lâu lành. Nên là nếu như bạn ở level 2-3 nhé, level 2-3 bắt đầu có chảy máu, dơm máu, toạc nhiều máu thì mình có cái cách xử lý khác. Và mỡ chăn thì các bạn có thể cũng là bôi một ngày khoảng 3 lần thì nó mới hiệu quả. Và vẫn nhớ nguyên tắc là bôi trên nền môi ẩm. Số 3 đó là đắp nước muối sinh lý lên môi. Nghe rất là dễ dàng đúng không? Nhưng tại sao nhiều bạn không dùng? Bác sĩ bạn nhớ lại cách này, bởi vì hồi nhỏ mỗi khi mà bác sĩ từng bị nẻ môi ấy, thì bố mẹ thường lấy một cái bát nước ấm ra và cho mình ngâm cái môi vào. Và khi ngâm một lúc sau môi mình nó mềm ra thì bắt đầu mình bóc bớt cái vẩy đi, sau đó là mình bôi cái sáp này thì nó sẽ hấp thu tốt hơn. Thì ngày nay nước muối sinh lý nó lại tốt hơn là cái nước ấm, hoặc là nước muối sinh lý ấm nó cũng sẽ tốt hơn. Tại vì cái nước muối sinh lý là cái hàm lượng muối nó tương đương với nồng độ muối trong cơ thể mình, nên là nó không làm cho thay đổi cái môi trường và làm cho một dung dịch đẳng trương, thì các bạn đắp nó sẽ không bị thoát ra thoát vào thì ngoài bảo nữa, rất là ổn. Điều số 2 nữa là nước muối sinh lý khi mà bạn đắp lên môi thì nó cũng giữ cho mình một độ ẩm tốt hơn so với nước bình thường và nó lâu bay hơi hơn. Thì sau khi đắp khoảng 10 phút đến 15 phút môi bạn đủ ẩm rồi, mà bạn nhớ là phải làm sạch môi trước thì mới đắp nước muối sinh lý nó mới hiệu quả. Sau đó mình bôi một cái dưỡng ẩm, một cái sáp nẻ lên là nó rất ok rồi. Tầm 20.000 thôi mà môi bạn căng mọng thì bạn có làm không? Nhưng cái môn này nó khó ở chỗ là phải làm hàng ngày. Mình mà dừng lại là môi nó lại khô như cũ, mà phải thoát mùa đông thì mới được. Bởi vì là độ ẩm không khí nó thấp thế thì môi làm sao chịu được. Mà cái niêm mạc của môi nó không giống như ở da. Môi là khu vực gồm có vùng môi khô, môi ướt. Vùng môi ướt thì nó không bị, môi khô nó hay bị. Và đây là vùng bán niêm mạc.
Thế nên là lớp tượng bì nó rất là mỏng, tái tạo rất là nhanh, nên là rất dễ nẻ và cũng liền nhanh hơn là nước rửa tay. Nên là bạn nhớ rằng hãy kiên trì và ngày nào cũng cần làm thì mới hiệu quả, còn không thì công góc đấy. Điều số 4 đó là dùng son môi. Son môi cũng có thể giúp cho cái môi của mình giảm khô và giảm bong chóc. Tại vì hầu hết các thành phần là son môi ấy, nó luôn mix sẵn cái giữ ẩm để nó giữ độ ẩm cho môi. Bởi vì là nếu như mà bôi lên mà nó khô nhanh quá, nó không giữ ẩm thì có phải là cái môi của mình nó bị bóc vẩy không? Nó không giữ màu tốt. À, thế nên là nếu như mà các bạn dùng son môi cái loại có dưỡng sẵn thì nó cũng là một cái hiệu quả. Còn nếu không mà mình chỉ dùng son môi thôi thì hãy nhớ rằng dùng một cái dưỡng môi trước, sau đó là mình bôi son lên sau thì nó mới ổn. Nên tại sao mà chị em và mùi ông ấy thì ít nẻ hơn các anh nam, mà các anh nam giới thường bỏ bê. Nên là Đắc Siêu tin chắc rằng ở trong các video này rất nhiều các bạn nam đang xem mà đang bị nẻ môi toạc ra mà không biết làm thế nào. Các anh bây giờ chị em có son môi hàng ngày các anh có đâu, nên là nhớ nha, sắp nẻ thôi 20.000 một tip loại xịn, còn không thì mua loại 3.000, 5.000 nó vẫn ổn. Nhớ là phải đi mua sắp nẻ về. Còn môi mà khô cong chảy máu đấy, khi mà môi có máu mà mình tít gì khác ấy, nó cũng lây chiềm đường máu đấy, không phải đùa đâu. Nên là phải bảo quản môi mình không những giữ sức khỏe cho mình còn giúp cho cộng đồng mình nó khỏe hơn, giúp cho người đối diện được an toàn hơn. Nên cứ tưởng là nẻ môi mình xương gió là không phải đâu nhá, các anh nam cũng cần phải đẹp, cũng cần phải giữ sức khỏe. Ok, và đây là 4 điều cơ bản Siêu mách bạn để giúp cho đôi môi này căng mọng, và chúc các bạn sẽ có một cái ngày nghỉ Tết thật là hạnh phúc và đón cái năm mới thật là nhiều sự may mắn cũng như là có sự tự tin để hạnh phúc hơn. Và Siêu xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.